Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tháng tư về, gió hát mùa hè. Thời tiết miền Bắc đang bước sang mùa hè với nắng lên và nhiệt độ tăng dần, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh phía Tây Bắc. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chung trạng thái nắng ráo, ít mưa và tương đối thuận lợi cho giao thông, sản xuất. Cụ thể với miền Bắc, hôm nay vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh mẽ, khiến cho nền nhiệt tại đây tăng lên. Cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ dao động ở ngưỡng là 31-34 độ. Còn tại Tây Bắc Bộ, do nằm gần hơn với vùng thấp nóng nên nhiệt độ cao hơn, lên tới ngưỡng là 35-38 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của thấp nóng và hiệu ứng phơn, ngày hôm nay, một dọc vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao lên tới ngưỡng là 37-38 độ, có nơi trên mức này. Trong khi đó, thì vùng ven biển phía Đông nhiệt độ dao động là từ 33-35 độ. Đợt nắng nóng đầu mùa với nền nhiệt cao thì rất dễ xuất hiện dông nhiệt vào chiều tối. Người dân cần chú ý lốc xoáy và gió giật mạnh có thể đi kèm, nhất là tại các tỉnh vùng núi. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ có phần thấp hơn đôi chút, dao động ở ngưỡng là 32-34 độ. Trời nắng nhưng không quá gay gắt và thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Xuôi về phương Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày phổ biến có nắng sớm, nắng nhiều và nền nhiệt độ cao, với trưa chiều dao động ở ngưỡng là 32-35 độ, có nơi còn cao hơn. Riêng tại Ajunpa của Gia Lai thì có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng là 37-38 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa, có gió chủ yếu ở mức cấp 4, cấp 5, có lúc trên cấp 5, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, từ hôm nay mưa rào và dông rải rác có xu hướng gia tăng, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Quý vị cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Như vậy là hôm nay cả ba miền đều có nắng nhiều, nắng nóng xảy ra tại khu vực Trung và Nam Bộ. Các tỉnh vùng núi miền Trung, người dân cần đề phòng chiều tối có khả năng xảy ra dông nhiệt kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm. Hôm nay và ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng hầu khắp Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiều điểm có mức nhiệt từ 35-38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 4. Từ khoảng ngày 3, trời nhiều mây hơn ở phía Đông Bắc Bộ nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ từ 1-2 độ, nhưng trời vẫn oi nóng. Riêng phía Tây Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng. Nhận định xa hơn, vào khoảng ngày 4 tháng 4, bộ phận không khí lạnh sẽ nén rãnh áp thấp đẩy dịch xuống phía Nam, nên khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Nhiệt độ có xu hướng giảm và nắng nóng có khả năng chấm dứt. Nắng mạnh và nhiệt cao cũng phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây, thời gian có nắng vẫn xuyên suốt từ sáng đến cuối chiều. Nhiệt độ ở các tỉnh Tây Nguyên vào ban trưa khoảng từ 31-34 độ. Nắng nóng diện rộng vẫn xảy ra nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông của Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Còn các tỉnh miền Tây Nam Bộ trời có nắng dịu hơn với nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng 32-35 độ. Thưa bà con, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nắng nóng kéo dài khiến cho lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đào trên địa bàn đang khô hạn từng ngày. Đến nay đã có hơn 13.500 ha dự báo cháy cấp 3 và hơn 3.500 ha dự báo ở cấp 4, tức là cấp nguy hiểm. Trong đó thì lâm phần vườn quốc gia U Minh Hạ, nơi có hơn 8.500 ha đang được bảo vệ nghiêm ngặt, đã có hơn 3.000 ha dự báo cháy cấp 3 và hơn 423 ha báo cháy cấp 4. Nếu như tình hình nắng nóng tiếp tục gay gắt thì diện tích khô hạn và mức cảnh báo cháy rừng có thể tăng lên. Hiện chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh đang thực hiện quyết liệt đồng bộ các mặt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra và có thể ứng phó kịp thời.